Xuân xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay Xuân muốn giới thiệu với mọi người thêm một ngôi chùa tọa lạc tại Hóc Môn. Và bây giờ xin mời mọi người và Xuân sẽ cùng tìm hiểu đôi nét về ngôi chùa này nha. Đó là ngôi chùa Đông Linh, hay còn gọi là chùa Hang. Đây là chùa Đông Linh. Đây là chùa Đông Linh. Thì chùa tọa lạc tại số 290/5C, ấp Tam Đông 2, xã Thới Tâm thôn huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cổng của chùa và đây là phía bên ngoài chùa, thì có bãi giữ xe để xe hơi, xe máy. Hôm nay là chùa khá là đông. Đây là cửa đi vào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bên trong tìm hiểu đôi nét về chùa nha. Thì khuôn viên chùa khá là rộng, và phía bên tay phải là nơi thờ Phật, và đi vào trong thì có một tượng Phật Thích Ca ngồi ở chính giữa rất là lớn. Đây, tượng Phật Thích Ca. Và phía bên trái là có tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát rất là to. Đây, chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan. Đây là tượng Quan Thế Âm Bồ Tát rất là to ha. Và điều đặc biệt là ở đây có cây cầu nguyện nữa nè. Chùa còn có cây cầu nguyện. Mọi người có thời gian có thể đến đây chiêm bái ha. Ở đây thì khá là nhiều người hoa đến viếng. Và phía sau cây cầu nguyện là có tượng Phật Thích Ca đang ngồi dưới cây bồ đề, và xung quanh ngài là các đệ tử của ngài đây. Và đi xuống đây là có tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát và có tượng Phật đang nằm. Đây, tượng Phật Thích Ca đang nằm. Và có tượng Quan Thế Âm Bồ Tát và tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát đứng hai bên. Và đi vào sau bên trong nữa thì chúng ta sẽ thấy là đền thờ Bà Chúa Xứ. Đây, đây là đền thờ Bà Chúa Xứ. Đây khá là rộng và cũng linh thiêng nè. Đây là nơi thờ Bà Chúa Xứ nè. Đông rồi, viếng khá là đông. Và bên đây cũng có để nơi thờ Bà Chúa Xứ và Quan Thánh Đức Vương. Anh Xuân sẽ đứng vô. Khá là rộng ha. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau. Và ở trong chùa thì có nơi bán nhang và nơi bán đồ ăn chay. Thì mọi người đến thay phiến có thể ghé qua. Và chùa thì có một cái hang. Đây, cái hang ở dưới gốc cây rất là lớn, là nơi thờ Bà Chúa. Và phía bên trong là đây, ở đây cũng có bán nước nữa. Và trong đây, đây là cái hang. Và đây cầu thang đi lên trên, khá là dốc nên mọi người phải cẩn thận nha. Cái hang bên trong là hơi thờ các vị ngũ hành. Đây, mình sẽ chưa vào đây các vị ngũ hành. Và phía bên trong hang và bên đây đó thì cũng có đền thờ của các vị ngũ hành, Mộc Thủy Hỏa Thổ. Đây,
phía bên sau đây cũng có nữa nè. Mấy bà, năm bà ngũ hành. Và đây là bà Sư Linh Sơn. Đó. Khá là rộng và khá là lớn. Còn bên đây là thờ đổ đường cho nên mình sẽ không đi vào ha. Giờ mình sẽ cùng nhau đi ra phía trước. Đây là cổ mộ của Ni Sư Thượng Ngư Hạ Hiếu. Đây. Đây có tượng Phật Thích Ca rất là lớn. Đó. Và đi vào bên đây thì phía trước Phật điện là tượng Phật Di Lạc. Đây là tượng Phật Di Lạc. Và phía bên đây là tượng Phật Thích Ca đứng giữa và hai tượng Thế Âm Bồ Tát đứng hai bên. Và đây là Địa Tạng Vương Bồ Tát, khá là lớn. Thì chùa được xây khá là lâu đời và kiến trúc theo xung nảy, đây là kiến trúc theo của người Hoa, khá là rất là lâu. Gọi là tại Hóc Môn, chùa còn được gọi là chùa hang nữa. Đây là Phật điện. Đây là Phật điện. Tượng Phật Thích Ca đang ngồi phía sau là cây Bồ Đề. Này. Đưa cho con. Hai bên là có hai vị thần hộ pháp đứng phía trước hai bên. Chùa khá là rộng lớn luôn. Đây là lên nét về cái chùa thiết kế nè. Có nhang vòng ở phía trên. Và có cây cối xung quanh. Đó là đẹp. Phật thì thiết kế không màu vàng này, là tượng Thích Ca, khá là rộng. Rất là trang nghiêm. Chùa thì được xây khá là lâu đời và cũng là một chùa rất là nổi tiếng ở Hóc Môn. Nếu thời gian có thời gian, mọi người có thể đến đây chiêm bái cũng như cầu bình an cho gia đình của mình nha. Và vừa rồi thì Xuân đã giới thiệu sơ về thêm một ngôi chùa ở Hóc Môn nữa, đó là chùa Đông Linh hay còn gọi là chùa Hang. Nếu mọi người có thời gian thì có thể đến đây chiêm bái cầu bình an cho gia đình của mình. Bây giờ thì Xuân xin phép được dừng video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye mọi người. Xuân cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh cũng như đăng ký kênh của Xuân. Nếu mọi người thấy video hay, hãy đăng ký cho Xuân và cho Xuân một like, một share để ủng hộ cho Xuân nha. Xuân cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ thì Xuân xin phép dừng video tại đây. Bye bye mọi người.